Một siêu trái đất, một hành tinh đất đá lớn gấp đôi hành tinh của chúng ta, nhưng không thể ở được do bầu khí quyển địa ngục. Magma nóng chảy, núi lửa phun trào, khiến hành tinh trở thành thế giới ám ảnh nhất mà con người từng biết. Vâng, đó là 55 Sangria. Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2004, các nhà khoa học đã vò đầu bứt tai vì những bí ẩn khó lý giải trên thế giới kỳ lạ này. Vì vậy, khi James Webb đi vào vận hành chính thức, các nhà thiên văn học đã lập trình cho nó nhìn xuyên 41 năm ánh sáng để quan sát tỉ mỉ hệ sao 55 Sangria. Và James Webb đã không làm các nhà khoa học thất vọng. Nó đã cho thấy, tuy là một hành tinh địa ngục quay rất gần ngôi sao chủ và có nhiệt độ bề mặt siêu nóng đủ áp lực tạo ra kim cương, nhưng hành tinh 55 Sangria lại sở hữu cho mình một bầu khí quyển đủ dày giúp hành tinh trung hòa nhiệt độ giữa hai mặt. Điều này đi ngược lại những hiểu biết của chúng ta về những ngoại hành tinh quay rất gần ngôi sao chủ. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi khám phá! Năm 55 Sangria, hay còn gọi là Janssen, là một ngoại hành tinh, tức hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời. Nó quay quanh một ngôi sao dãy chính tương tự mặt trời, nằm ở hướng chòm sao cự giải, cách trái đất khoảng 41 năm ánh sáng. Về kích thước, nó có đường kính khoảng 23.891 km, gần gấp đôi đường kính của trái đất. Và nó khá nặng, gấp khoảng 8,6 lần khối lượng trái đất. Bởi vậy, nó được định nghĩa là một siêu trái đất. Hành tinh được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 8 năm 2004, tức cách đây khoảng 20 năm. Người ta phát hiện ra rằng hệ sao này không phải có một mà có tới 5 hành tinh quay xung quanh. Chúng được đặt tên lần lượt là E, B, C, F, D theo thứ tự khoảng cách từ trong ra ngoài. Nghĩa là hành tinh 55 Sangria là hành tinh gần ngôi sao chủ nhất và nó cũng là hành tinh thu hút sự chú ý nhất của giới khoa học. Các tính toán cho thấy, hành tinh quay quanh ngôi sao chủ ở khoảng cách 0,0154 đơn vị thiên văn AO, tương đương khoảng 2,3 triệu km. Đây được coi là một khoảng cách rất gần sao chủ, nó chưa bằng 2% khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Ở khoảng cách này, hành tinh chỉ mất vỏn vẹn 18 giờ để hoàn thành một vòng quay quanh sao chủ. Nghĩa là nếu bạn có cơ hội đứng trên hành tinh này, một năm ở đây chỉ tương đương 18 giờ trên trái đất mà thôi. Hệ quả của điều này khiến hành tinh bị khóa chặt thủy triều. Một mặt của hành tinh luôn hướng về phía sao chủ, mặt còn lại nằm trong bóng tối vĩnh viễn. Với quỹ đạo quay ngặt nghèo như vậy, hành tinh chắc chắn có nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt. Theo dữ liệu quan sát của kính viễn vọng không gian Spitzer, nhiệt độ bề mặt đối diện với ngôi sao chủ là khoảng 2573 độ K, tương đương 2400 độ C. Một nhiệt độ siêu nóng, nó có thể được so sánh với nhiệt độ của những ngôi sao lùn đỏ mát mẻ. Không những vậy, mặt được bóng tối bao phủ cũng không hề dễ chịu. Nó có nhiệt độ vào khoảng 1371 độ C. Điều này khiến hành tinh 55 Sangria trở thành một trong những hành tinh khắc nghiệt nhất mà con người biết đến. Người ta tin rằng với áp lực này, nó đủ sức tạo ra kim cương, nghĩa là trên bề mặt của hành tinh rất có thể chứa rất nhiều kim cương. Nói tóm lại, 55 Sangria là một siêu trái đất, nhưng nó cũng đồng thời là một thế giới địa ngục, nơi mà mọi nhà sinh vật học vũ trụ đều phải lắc đầu, bởi không một dạng sống nào đã biết có thể tồn tại được trong một điều kiện như vậy. Bề mặt hành tinh được bao phủ bởi một lớp magma nóng bỏng, sôi sùng sục, có thể làm tan chảy sắt. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó đặt ra rất nhiều câu hỏi về quỹ đạo, mật độ, và trên hết là bầu khí quyển của hành tinh. Liệu có bầu khí quyển tồn tại trên một hành tinh địa ngục hay không? Ban đầu, người ta nghĩ rằng không chắc hành tinh có thể tồn tại bầu khí quyển, đơn giản vì nó quá gần sao chủ và quá nóng. Những hành tinh như vậy thường bị tước đi bầu khí quyển và để lộ ra bề mặt hành tinh bị dày vò bởi sức nóng khủng khiếp. Ví dụ đơn giản và dễ thấy nhất là thủy tinh, hành tinh gần mặt trời nhất trong Thái Dương hệ.
nó đã bị tước sạch bầu khí quyển bởi gió và bức xạ mặt trời. Mặc dù thủy tinh nằm ở xa ngôi sao chủ rất nhiều so với 55 Sen-Courier, đó chỉ là suy đoán của các nhà khoa học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi James Webb hướng ống kính của mình về phía hành tinh này. James Webb là chiếc kính thiên văn đang hoạt động trên quỹ đạo điểm L2, cách trái đất khoảng 1,5 triệu km. Kể từ khi đi vào vận hành chính thức, chiếc kính đã hết lần này đến lần khác, làm thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về vũ trụ. Trong đó có việc phân tích bầu khí quyển trên các ngoại hành tinh xa xôi. James Webb cũng vừa lập một chiến công như vậy khi phân tích thành công bầu khí quyển trên hành tinh 55 Sen-Courier. James Webb được trang bị 4 công cụ khoa học đặc biệt. Đầu tiên là camera hồng ngoại gần, NICAM. Thứ hai là máy quang phủ cận hồng ngoại, NESPEC. Thứ ba là dụng cụ hồng ngoại chung MIRI. Và cuối cùng là FGS, NIRIS, máy chụp ảnh cận hồng ngoại và máy quang phủ không che. 4 dụng cụ khoa học với tổng cộng 17 chế độ quan sát khác nhau giúp James Webb có khả năng phát hiện và phân tích ánh sáng theo cách chưa từng có trước đây. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy hành tinh địa ngục này có bầu khí quyển đến từ một phép đo nhiệt độ kỳ lạ. Sử dụng thiết bị hồng ngoại chung MIRI, các nhà khoa học đã đo lượng nhiệt phát thải trong ngày của hành tinh. Nếu nó không có bầu khí quyển, nhiệt độ ban ngày của nó sẽ rất cao, khoảng hơn 2.200 độ C, tương tự nhiệt độ đo được từ kính viễn vọng không gian Spitzer. Tuy nhiên, những gì MIRI ghi nhận tương đối thấp. Nhiệt độ bề mặt hướng về phía sao chủ của hành tinh chỉ khoảng 1.500 độ C. Điều này cho thấy phải có một thứ gì đó, chẳng hạn như dòng khí quyển bao quanh hành tinh. Bầu khí quyển này đang truyền nhiệt từ phía ban ngày sang phía ban đêm của hành tinh, mới khiến nhiệt độ bề mặt hướng về phía sao chủ của hành tinh thấp như vậy. Để làm sáng tỏ hơn, các nhà khoa học tiếp tục sử dụng camera cận hồng ngoại NICAM của James Webb nhằm xác định những yếu tố nào có thể có trong bầu không khí đáng ngờ của hành tinh. Thật bất ngờ, họ tìm thấy bằng chứng về khí carbon dioxide hoặc carbon monoxide xoáy quanh bề mặt đá nóng chảy của hành tinh. Khi những kết quả trả về cho thấy hành tinh có bầu khí quyển, thì các nhà khoa học lại phải giải mã một câu đố khác, đó là nguồn gốc của chúng đến từ đâu. Chắc chắn nó không tồn tại từ khi hành tinh hình thành, bởi vì nếu bầu khí quyển như vậy, nó sẽ bị gió mặt trời của ngôi sao gần đó tước đi nhanh chóng và dữ dội, khiến hành tinh trở nên trơ trọi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, bầu khí quyển trên hành tinh 55 Sen-Courier có thể là một bầu khí quyển thứ cấp giàu carbon. Chúng được tạo ra từ các hoạt động núi lửa của hành tinh. Các núi lửa dữ dội trên bề mặt phun ra những đám mây bụi lớn bao quanh hành tinh. Chúng đã ngăn chặn sự phát thải nhiệt, đồng thời chúng bị nung nóng, truyền nhiệt qua lại giữa mặt ban ngày và ban đêm của hành tinh. Đó có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất khi bầu khí quyển bất ngờ xuất hiện trên một hành tinh địa ngục. Việc phát hiện bầu khí quyển bao quanh hành tinh 55 Sen-Courier quay cực gần sao chủ, một lần nữa làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về cách các hành tinh địa ngục hình thành và phát triển. James Webb tiếp tục cho thấy, nó là đôi mắt thần, là cánh tay đắc lực của các nhà khoa học, giúp khám phá những vùng bí ẩn tăm tối của vũ trụ. Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thân ái, chào tạm biệt.